Cường thở dễ mà, Cường em làm được 2 năm người rồi. Đây là sau khi mà chúng ta xưởng Nam Nhật Pháp đã gia công tại xưởng, bây giờ đến đây để lắp ráp cho một ngôi nhà và phòng âm thanh. Đây là cái hôm bữa mà chúng ta livestream mà chúng ta xem lại đây. Đó. Thành ra trong hai hộp và để âm ly giữa. Cặp loa đứng để hát karaoke, âm thanh gia đình, một không gian thiết kế rất là sang chảnh, rất phù hợp với đương đại. À. Trông rất là thanh cảnh, trông nó rất là kiến trúc của hiện đại châu Âu, phong cách của Nhật Bản, Hàn Quốc. Thì trong khi đang làm thì điện nó càng còn đang thiếu ánh sáng, cho nên các bác thông cảm nha. Mình xem thì nó không có được rõ. Đấy. Do buổi chiều mặt trời nó hơi khuất nắng. Không được rõ. Đây là cái tay được máy nọc tại Nam Nhật Pháp nọc ra để làm cái tay cầm. Phô thang uốn lên. À. Và những cái tay trụ cầu thang mà chúng ta vừa rồi cũng xem sơn vạch ly, đấy là mới có sơ thôi, khi xong hoàn thiện bắt đầu là về đây bắt đầu là sơn tiếp một lần nữa để gia cố lại, keo kín hết những cái thành đầu keo và bắn vít, bắt ốc, đóng đinh ha, dùng hoàn toàn bằng máy móc hết, công nghệ máy móc hết. Ra xem để cho các bạn có thêm cái kiến thức, có những cái thông tin để cho các anh chị biết cơ sở sản xuất những cái ngành gỗ thiết kế nội thất của địa phương ở tỉnh Đồng Nai thuộc phường Tam Phước giáp với thành phố Biên Hòa. Nó là thuộc về thành phố Biên Hòa, trước đây là huyện Long Thành nha các bác. Thì cách sân bay quốc tế Long Thành đúng 15 km. Thì các anh chị mà về đây mà sinh sống và lập nghiệp công tác tại địa phương thì hãy đến Nam Nhật Pháp để có đội ngũ tư vấn thiết kế cho anh chị để nắm bắt những cái ngôi nhà mới, để mình nắm bắt về cái tài chính của mình, tùy theo cái tài chính của mình để Nam Nhật Pháp sẽ thiết kế và thi công và có đội ngũ chuyên thiết kế thi công để cho các anh chị và báo giá từng loại sản phẩm, từng loại gỗ để cho các anh chị biết liệu để mà mình làm những ngôi nhà, tránh bị tình trạng là những người có như một số các anh chị là khi xây nhà, ví dụ mình tính là 1 tỷ nó ra thành 1,5 tỷ, đó mình tính nó không có sát, và thứ hai là gặp những cái người thầu người ta không có tính rõ chi tiết khi mà chúng ta vô hoàn thiện và chi phí khoảng bao công bao nhiêu, và dung sai của nó, dung UG của nó là hơn thua hơn ít khoảng là một số tài chính ít thôi, chứ mà nó lệch, nó số tiền nó lên tới, có nhiều nhà xây nó lệch, ví dụ xây 1,5 tỷ nó thành 2 tỷ, là số tiền nó đội lên rất là nhiều do cái chi phí thời tiết hoặc là những cái sản phẩm mình đang xem cái trung bình, sau đó mình làm lại cái cao cấp hơn, ví dụ như loại gỗ mình là gỗ vẫn sồi, mình lại nó qua gỗ gõ 1 mét là tính rất là nhiều tiền ha. Cho nên các anh chị hãy trước khi xây nhà hãy quyết định gặp những cái đội ngũ gọi là kinh nghiệm lâu năm, và sau đó các kỹ sư kiến trúc, những cái bản vẽ và xây nhà và kết cấu và những cái dụng cụ nội thất, dây điện sử dụng loại gì để cho nó có cái tính khả thi chính xác, nó cũng không phải là chính xác tuyệt đối ha, nhưng mà nó cũng phải đạt được 95% là ok, chứ mà nó mà dung sai lên tới
xây cái nhà 1,5 tỷ tài chính có bằng vậy, mà mình xây tới trồi lên 1,8 tỷ là cái đó là cũng rất là khó khăn cho nhiều hộ gia đình. Cho nên nhiều khi bây giờ em cũng xin thông báo là để mình có cái kiến thức để xây dựng trước khi mình quyết định mình xây, thì mình hãy tập trung tìm hiểu những người thợ lành nghề, hoặc là các anh chị đến tới tại địa phương có phê giả tè là có nhiều người đang sinh sống, và các kỹ sư kiến trúc đang sinh sống tại đây lập nghiệp và xây dựng cho bà con nông dân rất là nhiều khi về đây sinh sống công tác tại địa phương ha. Những cái bộ bàn thờ ở đây là cho bên em cũng thi công các loại gỗ, thì tùy theo các loại gỗ ha, gỗ sồi, ván thông, ván cao su, mít, gõ, nam phi. Thì các anh chị liệu mà tính toán. Còn như bên em thì cũng đem một cái loại này cũng mới nhập về. Nếu bằng gỗ bằng gõ thì loại gỗ như thế này là 10 với 5 phân như vậy, 5-10 thì nó rất là đắt tiền. Thì bên em có nhập về một số cái sản phẩm loại nhựa, một cái loại nhựa của Hàn Quốc giả gỗ để làm những cái cách điệu của những cái bức ngăn đó, trông đẹp, nó hài hòa. Nếu mà gỗ thì chúng ta chi phí rất là nhiều tiền ha. Còn đây là một loại nhựa. Đây, đây là loại nhựa nha các bác nhá. Thì để thiết kế như vậy thì nó tùy theo cái tài chính của mỗi người. Thì bên em sẽ tư vấn cho tất cả các anh chị để các anh chị biết, để tìm hiểu trước khi quyết định xây nhà, để tránh vì tình trạng xây nó bị hụt tiền ha. Lại nai lưng ra lại làm, lại mang nợ vài năm cũng chưa trả nổi. Thì em xin thông báo với tất cả các anh chị, đây là bên em công ty Nam Hiệp Phát đang thi công cho những người địa phương. Còn anh chị nào mà có nhu cầu nhà muốn đổi kết cấu lại nhà mới, các kiến trúc lại mới cho nó phù hợp với thời đại, thì các anh chị cứ đến Coffee Sate hoặc là công ty Nam Nhật Phát, hoặc là cập nhật số 0982687668 để có thông tin, và có đội ngũ sẽ đến tận nơi và thiết kế cũng như là nhận về các cái công đoạn về bản vẽ thiết kế xây dựng, để có những cái bản vẽ cho các anh chị nó phù hợp với cái ngôi nhà mơ ước của mình. Giờ đây thì 6 tỷ BDS Camille One cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi, và kính chúc cho mọi người vui vẻ, công việc hanh thông, mọi việc làm ăn tấn tới ha. Làm ăn tấn tới, đừng quên những cơ sở chúng em đang thi công cho tất cả nhiều người ha. Giờ đây xin mọi người, em tạm dừng video, đừng quên cho em một like và một cái comment để cập nhật những cái thông tin những ngôi nhà chúng em thi công để cho các anh chị biết, để có cơ hội để phục vụ cho các anh chị. Goodbye.